Xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn, rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại Việt đang ở trên tuyến phố Hồng Hà. Hôm nay Việt mời quý vị và các bạn cùng Việt đi một vòng trên phố chợ Hồng Hà. Qua tới Hàm Thượng Quan và qua gầm cầu Long Biên sang tới chợ Đồng Xuân, Việt sẽ dừng clip những hình ảnh kinh doanh buôn bán rất nhộn nhịp quý vị và các bạn. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội bây giờ rơi vào khoảng 32 độ C. Từ sáng tới giờ thì bầu trời trong xanh, ánh nắng chói chang quý vị và các bạn. Bán hàng rong, một nét rất riêng của công việc kinh doanh buôn bán. Thưa cô chú anh chị và các bạn, lần đầu tới kênh của Việt, cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất về thủ đô Hà Nội. Quý cô chú anh chị và các bạn nhấn vào chuông và quý vị chọn bấm rung chuông. Bán hoa quả bên thấy cũng có khách. Hình ảnh rất nhộn nhịp quý vị và các bạn, anh chị bán rau củ quả. Qua nữa. Các chị bán cây hoa cảnh phục vụ tận nơi cho quý vị và các bạn. Chợ Ngọc Hà quý vị và các bạn. Đây là đường Hồng Hà. Bên tay phải ống kính của quý vị và các bạn là đường Trần Quang Khải.
rất nhộn nhịp. Việt sẽ sang tuyến phố Hàm Trực Quan. Sang bên này thì sang bên tuyến phố này thì đường thông hơn quý vị và các bạn. Các cửa hàng kinh doanh cũng bớt nhộn nhịp hơn. Trước màn hình quý vị và các bạn là ngã ba Phúc Tân và phố Hàm Trực Quan. Việt sẽ rẽ sang phố Phúc Tân. Các cô đã nhặt mớ rong muống rất ngon. Phúc Tân thì nhiều quý vị hay gọi là bãi Phúc Tân, nằm ngay cạnh cầu Trương Dương quý vị và các bạn, và nằm cạnh sông Hồng. Đây tầm khoảng 20 năm, như Việt có nghe các anh chia sẻ thì thường
các tuyến phố ở trong bãi thường hay nộn nhộn và nghiện thì rất nhiều. Nhưng mà bây giờ thì hầu như không còn cảnh đấy nữa quý vị và các bạn. Thì cũng có anh bạn người ở trong bãi thì anh có chia sẻ là thậm chí anh để đi nhậu về để quên xe ở ngoài vỉa hè, sáng hôm sau vẫn còn. Chứ cách đây 20 năm mà để xe ngoài vỉa hè là mất ngay quý vị và các bạn. Bây giờ an ninh ở trong các khu bãi cũng rất là tốt. Các cô bán hoa thì thấy đắt khách. Và trước màn hình quý vị xa xa là cầu Trương Dương. Đang ở gầm cầu Trương Dương quý vị và các bạn. Các quán nước chè về thấy cũng nhộn nhịp khách. Bưởi tháng 8 quý vị và các bạn. Và mình mời quý vị và các bạn sẽ cánh trái của Việt sang tuyến phố Bảo Linh. Sang tới tuyến phố Bảo Linh gần đấy, các cửa hàng kinh doanh quán buôn nhiều hơn. Và vậy mời quý vị cùng Việt đi qua gầm cầu Long Biên. Các quán nước chè về thấy cũng nhộn nhịp khách rất đông. Vào buổi tối, đoạn gần cầu Long Biên trên đường Hồng Hà thì
rất đông quý vị và các bạn. Hôm nào đấy Việt sẽ mời quý vị và các bạn cùng đi tham quan cũng như khám phá tuyến đường kinh doanh buôn bán nhộn nhịp vào ban đêm. Buổi trưa về thấy vẫn còn các cửa hàng kinh doanh buôn bán rau. Quý vị và các bạn đi bộ một chút ở phố cổ thì Việt thấy hôm nay cũng khá nóng. Việt đi xe máy thì cảm giác đỡ hơn một chút. Vẫn oi quý vị và các bạn. Nhiệt độ mặc dù 32 độ C nhưng mà Việt nghĩ là chiều có thể tăng hơn. Chiếu các cô kinh doanh hoa quả. Và chiếc ống kính của Việt là gầm cầu chợ Long Biên, cũng là cây cầu Long Biên quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn tới đây thì sẽ bắt gặp những vựa rau, những vựa hoa quả rất lớn, chuyên bán buôn. Nhưng ban ngày thì bán lẻ cũng có quý vị. Và trước màn hình quý vị và các bạn là một bến xe tải ở ngay gầm cầu. Tôi đang ở dưới gầm cầu Long Biên quý vị và các bạn. Bây giờ là trưa rồi thì các quầy hàng trong chợ Long Biên cũng đã nghỉ rồi. Và trước màn hình quý vị là cổng chợ Long Biên, các cửa hàng kinh doanh hoa quả. Trưng bày rất đẹp quý vị và các bạn. Trưa thì các quầy chủ yếu bán lẻ thôi. Rồi mời quý vị cùng Việt sẽ sang tuyến đường Yên Phụ. Xong Việt sẽ đi ra đến phố Hàng Khoai, xong Việt sẽ dừng clip. Tuyến đường Yên Phụ cũng là một trong những tuyến đường rất đẹp quý vị và các bạn. Có bức tường gốm sứ đẹp nhất của miền Bắc.
trước màn hình quý vị và các bạn là bến xe buýt Long Biên. Vào buổi trưa mình thấy vẫn rất đông các du khách. Và trước màn hình quý vị và các bạn là ngã ba đường Yên Phụ và phố Hàng Động. Và từ phố cổ bắt đầu kinh doanh buôn bán nhộn nhịp rồi quý vị và các bạn. Các cửa hàng chanh đào, xấu quê, xấu chi trưng bày rất hấp dẫn. Thuật và Hàng Khoai sang tới phố chợ Đồng Xuân rất nhộn nhịp quý vị và các bạn. Siêu mẫu chân dài miên man quý vị. Quý vị và các bạn chưa đăng ký kênh của Việt hãy đăng ký kênh ủng hộ Việt. Và nếu quý vị và các bạn đi dạo quanh phố cổ cùng Việt thưởng thức những món ngon thì hãy vào kênh Phở TV. Cảm ơn quý cô chú anh chị cùng Việt đi một vòng từ phố chợ Phúc Tân, đúng rồi, phố chợ Hồng Hà và tới phố cổ Hàng Rươi rồi. Việt đang ở ngã tư Đồng Xuân, Hàng Giấy và Hàng Khoai, Hàng Rươi bên kia, xin lỗi quý vị. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tới của Việt.